Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Nông thôn chuyển động được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC16. Ngay sau đây sẽ là những tin tức về văn hóa và xã hội. Thưa quý vị, con trâu được trả giá lên đến 1 tỷ mà không bán. Đây là câu chuyện có thật được người dân Củ Chi truyền tai nhau những ngày gần đây. Và trung tâm của sự chú ý này chính là chú trâu có màu hồng rất đặc biệt mà quý vị đang nhìn thấy ở trên màn hình ngay lúc này. Và không chỉ có vẻ ngoài ấn tượng mà theo lời kể của chủ nhân thì chú trâu hồng này còn rất là khỏe và thông minh nữa. Chính vì vậy mà dù được trả giá cả tỷ đồng nhưng mà ông đã không bán. Và chăm nghe không bằng một thấy. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với trang trại của ông Ken để tìm hiểu về chú trâu hồng đặc biệt này. Con trâu với màu lông hồng này của ông Đặng Văn Ghen, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, thường gọi là út uột, làm nông ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Ghen kể lại, con trâu này đã 35 tuổi, thuộc gốc trâu của Thái Lan, di chuyển qua Campuchia rồi cập bến Tây Ninh của nước mình. Năm 2001, ba ông mua với giá 12 triệu đồng lúc đó, tương đương với khoảng 2,5 cây vàng hiện nay. Cách đây chưa đầy một năm, ba ông qua đời, chú trâu hồng này đã đến trước quan tài và có hành động như quỳ lạy, kèm theo vẻ mặt buồn rầu trông rất tội nghiệp. Dù rất nhiều du khách đến trả giá, thậm chí có người trả 1 tỷ đồng, nhưng ông nhất quyết không bán bởi trâu hồng từ lâu đã trở thành thành viên của gia đình ông. Được biết, chú trâu này rất khỏe, mỗi ngày có thể kéo được hơn 1 tấn cỏ để cung cấp thức ăn chính cho khoảng 200 con bò sữa tại địa phương. Bình thường, trâu cùng với ông Ghen ra đồng, ông đi trước, con trâu theo sau. Tự lo kiếm cỏ, đủ chỉ tiêu, được giao thì lăn ra ngủ. Tiếp theo xin mời quý vị hãy cùng với chuyển động quanh ta ngày hôm nay đến với địa danh Phong Nha Kẻ Bàng và cùng khám phá một quần thể bách xanh núi đá rộng hàng nghìn hecta đã tồn tại hơn 5 thế kỷ nay và được cho là cổ xưa bậc nhất thế giới. Trong số khoảng 3.000 loài thực vật tại đây, bách xanh đá là loại đặc hữu của Việt Nam, cũng là độc nhất. Được sách đỏ thế giới xếp vào tình trạng bảo tồn nguy cấp. Và chính bởi vậy mà loài cây được mệnh danh là hóa thạch sống này chứa đựng rất nhiều điều kỳ lạ, bí ẩn, thách đố các nhà khoa học. Bách xanh còn gọi là tùng hương, chắc bách diệp núi, pơ mu giả, tập trung chủ yếu ở sinh cảnh rừng trên đỉnh núi Đá Vôi. Đây vừa là loài gỗ quý, là vị thuốc của đồng bào thiểu số trong vùng. Cây mọc trên núi Đá Vôi suốt hàng trăm năm nên hình dáng như những cây cảnh cổ lão rất đẹp. Quý giá nên có nguy cơ bị khai thác trộm rất cao. Do đó, quần thể này được Vườn Quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt. Quần thể bách xanh đang được tiếp tục điều tra nghiên cứu nên chưa có kết quả cuối cùng. Nhưng các nhà khoa học nhận định bước đầu tuổi đời khoảng trên 500 năm được xem là loài thạch sống rất lâu, đặc biệt của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, một trong 200 điểm nóng về đa dạng sinh học trên toàn cầu. Lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết hiện đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề khoa học về loài cây quý giá, cũng như các phương pháp nhân giống được đặt lên hàng đầu để bảo tồn loài và tránh tuyệt chủng cho đời sau. Thưa quý vị khán giả, theo thông lệ sau Tết Nguyên đán, nhất là vào dịp rằm hay là cả tháng riêng, tháng 2, các Phật tử và người dân tin yêu đạo Phật lại đến các ngôi chùa làm lễ cầu an, cầu nguyện cho quốc thái dân an, hay tham gia các lễ hội du xuân tâm linh dịp đầu năm. Tại Hà Nội, Tổ đình Phúc Khánh là một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng thu hút hàng nghìn người đến làm lễ cầu an vào mỗi dịp rằm tháng riêng. Tuy nhiên năm nay, những cảnh đến hẹn lại lên đã hoàn toàn khác so với mọi năm, theo cách không ai có thể nghĩ tới. Vâng, và nếu như mà những năm trước thì số lượng người dân đổ về các chùa để tham dự lễ cầu an có thể lên đến hàng nghìn người. Tuy nhiên thì năm nay lần đầu tiên nhiều ngôi chùa không đón tiếp người dân đến tham dự và khung cảnh vắng vẻ mang đến nhiều những sự khác biệt so với những năm trước. Do sự diễn biến của đại dịch Covid-19, nhiều nhà chùa đã đóng cửa và tuy nhiên thì đại lễ cầu an vẫn được các nhà sư tổ chức một cách trang nghiêm, hạn chế số người tham dự và được phát trực tuyến với sự theo dõi của hàng ngàn Phật tử và người dân của cả nước. Khác với vẻ đông đúc như các năm trước, không khí tại chùa Phúc Khánh năm nay cả bên trong và bên ngoài đều vắng vẻ. Mặt đường Tây Sơn, giao thông đi lại thông thoáng, không xảy ra cảnh ùn tắc cục bộ như mọi năm. Bên trong khuôn viên chùa chỉ có lác đác một vài người của nhà chùa. Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được nâng lên ở mức cao nhất. Đây là năm đầu tiên chùa Phúc Khánh tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến. Việc thay đổi này để phòng chống dịch Covid-19, tránh tình trạng người dân tập trung đông tại chùa. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, đại lễ cầu an của Tổ đình Phúc Khánh năm nay trong tình hình vừa chống dịch,
vừa thành tâm nên tổ chức trực tuyến. Nhân đây, tôi cũng khuyên các Phật tử cần phải thực hiện tốt những chỉ đạo của nhà nước và của giáo hội trong tình hình phòng chống dịch bệnh. Có thế thì chúng ta mới thực sự là người Phật tử chân chính. Còn mọi nghi thức, nghi lễ, nhà chùa luôn luôn chuẩn bị một cách đầy đủ, trang nghiêm và thành kính nhất. Khi nào hết dịch bệnh, chúng ta lại trở lại bình thường. Trước khi cử hành đại lễ cầu an năm nay, tôi xin chí tâm đỉnh lễ cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ. Cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị Phật tử cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. A Di Đà Phật. Sự vắng vẻ là một hình ảnh hiếm thấy tại ngôi chùa này vào dịp tháng riêng. Các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện. Những hình ảnh đã được phát trực tiếp trên trang Facebook Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Khá nhiều Phật tử và người dân tỏ ra hoan hỉ với việc tổ chức lễ cầu an trực tuyến. Bởi đây là một trong những cách thức tốt nhất để phòng chống dịch bệnh ở thời điểm hiện tại mà vẫn giữ được phong tục và tín ngưỡng của bản thân và gia đình. Đầu tiên mọi người được yêu cầu phòng chống dịch giống như Đảng và Nhà nước vẫn làm, đấy là 5K và ngồi giãn cách xã hội 1 đến 2 mét. Và ở trong chùa chỉ có nhà sư và nhà chùa làm lễ thôi. Đã đến lễ cầu an, mọi người đều tất thảy cầu cho gia đình mình bình an, cầu cho cả nước bình an và cầu cho toàn thế giới bình an là mong muốn nhất, lớn nhất. Bởi vì Covid nó cũng chẳng trừ một ai, cũng chẳng trừ đất nước nào cả. Thế nên mình cầu cho đất nước mình, cầu cho tất cả mọi người, cầu cho gia đình mình cũng như toàn xã hội. Trong tâm ai cũng muốn hướng đến chùa, đấy là cái khát khao của mọi người. Thế nhưng mà do dịch Covid cho nên là vì mọi người cũng cảm thấy cái an toàn của mình và của xã hội nó cần thiết hơn là mình đến chùa mà nó không an toàn. Vì vậy cho nên là tất cả mọi người cũng như gia đình tôi chỉ là người trước tác và tôi đến đây thôi. Còn gia đình có hàng tất cả gia đình dòng họ đều đăng ký ở đây nhưng cũng không ai đến. Mọi người đều rất là hân hỉ. Cũng không ai rất là vui vẻ. Không chỉ tại Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các Phật tử cũng thực hiện các nghi lễ cầu an theo hình thức trực tuyến. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn hướng dẫn các chùa, cơ sở tự viện chia nhỏ người thực hành lễ cầu an, khuyến khích tăng cường hình thức trực tuyến, phục vụ nhân dân. Vâng, qua phóng sự ngắn vừa rồi có thể thấy rằng nếu như các năm trước chưa có dịch bệnh xảy ra thì tháng riêng là tháng sẽ thu hút rất đông người tới tham dự các khóa lễ đầu năm. Không khó bắt gặp hình ảnh người dân chen chúc nhau ở lễ hội Chùa Hương, Chùa Đồng Yên Tử hay ngay trong thành phố Hà Nội là hình ảnh dòng người nườm nượp kéo nhau đi lễ ở Chùa Phúc Khánh. Thế nhưng năm nay tình hình dịch bệnh đã khiến mọi thứ thay đổi. Và để bàn luận về vấn đề này ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay nhà báo Hoàng Trọng Thủy, một vị khách mời rất là quen thuộc của chương trình. Và không biết là nhà báo Hoàng Trọng Thủy nghĩ sao về câu chuyện này ạ? Về cái câu chuyện này tôi cho là nó thích ứng với lại cái mùa dịch bệnh. Càng hạn chế người tiếp xúc được với nhau thì là càng tốt. Với hai nữa là cái lây truyền đã làm của Covid. Nó làm cho con người ấy là nhận thức được ra và thay đổi hành vi. Và đây là một trong những cái thay đổi hành vi mà tôi cho rằng nó có mang tính cái xã hội nó rất là cao. Tự nguyện, tự giác và tự bảo vệ mình. Chúng ta cũng phải ghi nhận rằng đấy là sự nỗ lực của chính phủ, của các cái cấp ủy và chính quyền địa phương cũng đã tác động mạnh mẽ đến như vậy là giới Phật giáo và những người công dân. Và người ta thực hiện theo pháp luật thì có nghĩa điều đó cũng có thể nói là sự một chuyển biến rất lớn về mặt nhận thức. Có thể nói là thích ứng, phát triển, hợp lý mà vẫn hướng vào trong để làm cho con người tiến bộ lên và đạt được cái nguyện vọng của mình. Đó là một cái xu thế chuyển trong cái mùa dịp Covid đợt vừa rồi đáng ghi nhận và trân trọng. Dạ vâng, người ta thì vẫn thường hay nói rằng là thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ và thứ ba mới đến tu chùa, đúng không ạ? Chính vì vậy mà cái việc mà lễ bái thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải đến chùa, mà có lẽ là ngay trong tại gia đình mình, những cái lòng thành tâm mới là điều đáng quý, và trong cái cách mà cư xử của chúng ta hàng ngày và những cái hành động đẹp của chúng ta nữa, đúng không thưa nhà báo? Vâng, chúng ta biết rằng là mọi người mà tin yêu về đạo Phật thì người ta mỗi một cái dịp của tháng 2, tháng 3 sau Tết ý, thì người ta cứ tâm niệm có 3 điều. Một đấy là mong như vậy là Phật
như gia hộ cho gia đình mình, nghĩa là bảo vệ cái gia đình mình. Thứ hai là ngăn được họa, và cái thứ ba nữa là ban được phúc. Thế thì ở trong dân gian có câu ấy là Phật tại thân, có nghĩa là cái hướng vào trong và tự tu sửa mình. Thế rồi cái tính hướng thiện, và anh hãy sống tử tế thì nghĩa là anh gieo nhân và anh sẽ nhận được những cái phúc lành về sau. Những cái điều đó nó đã thấm đẫm vào trong cái triết lý của đạo Phật, và chắc chắn là khi mà đã hướng nội và mình đã hướng vào bên trong mà mình làm đúng như theo một cái nguyện của đạo Phật thì chắc chắn rằng đấy là cái điều ấy đó sẽ được đến mình, và mình sẽ giải tỏa được những cái tâm lý sợ hãi. Điều này thì cho chúng ta thấy rằng đây là vấn đề tu tại gia, vấn đề tự như vậy là hướng thiện mà làm những cái việc tử tế, nó sẽ như là những cái ngọn lửa nhen lên và nó lan rộng vào trong cộng đồng, thì đó chính là những cái yếu tố bảo vệ của con người tốt nhất. Và dân ta đang hướng vào cái điều ấy, và nó càng trở nên hiện thực ở trong cái mùa Covid này. Vâng, tôi thì cũng đã từng chứng kiến những cái cảnh là gia đình có con rất là nhỏ nhưng mà đi một quãng đường rất là xa rồi chen chúc đông đúc để tìm về nơi cửa Phật để cầu an cho đứa bé. Và cũng cái nhân dịp tình hình dịch bệnh Covid-19 như thế này thì phải chăng chúng ta cũng nên thay đổi về cái quan niệm cầu an trong dịp đầu năm mới? Vâng, ở đây chúng ta biết là cái đặc điểm của người Việt Nam ấy, nó có một cái nó chưa thật lành mạnh lắm ở trong suy nghĩ về cái dâng sao giải hạn và cầu an. Thì người ta vẫn cứ là bỏ tiền ra để mua lại cái sự bình yên. Và khi người ta càng tiếp xúc với chùa bao nhiêu, càng tiếp xúc với lại cái nơi thờ tự của Phật bấy nhiêu, thì đó chính là cái tâm nguyện của người ta, cái cầu an của người ta được đem đến với lại Phật nó gần gũi hơn, và người ta sẽ ban được cái phước nhiều hơn. Nhưng thực tế thì chúng ta thấy cái phước đó nó cũng vẫn chỉ là một cái sự xa, đứng ngoài nó là ngoại cảnh. Thế còn nếu như anh đến đó mà đông người, mà cái mầm bệnh Covid ở trong xã hội nó vẫn còn, thì người ta thấy những cái hiện thực đó nó sẽ làm cho sức khỏe, làm cho tính mạng, và thậm chí làm cho cả những cái sự hư hao về tài sản. Do vậy là mọi người chuyển hướng sang vấn đề là tu tại nhà, vấn đề như vậy là giảm tải được nó đi, và người ta vẫn có thể là tâm linh, vẫn có thể là hoạt động được tại nhà, thì đó nó cũng vẫn là một cái niềm tin, và người ta thỏa ước được cái của mình. Và tôi cho rằng là sự nhận thức này nó là một cái sự chuyển động mà chúng ta thấy rằng là nó rất là hợp lý. Và các cái nhà chùa chúng ta cũng thấy đã bước vào và chấp hành cái này tương đối đúng. Và người ta cũng luôn luôn đem những cái thiện căn đến. Và một vấn đề nữa đặt ra đó là đạo Phật thì quan trọng về cái nhân để lấy cái phúc. Như vậy là nếu như mình làm tốt, mình làm tử tế thì đó chính là cái phúc mà được. Càng ngày thì các cái Phật tử càng nhận được ra vấn đề này và nó lan rộng ra đến cộng đồng, thì đó là một sự ảnh hưởng tích cực. Và nên tu ở tại nhà trong điều kiện hiện nay, bảo vệ mình, bảo vệ người thân, bảo vệ gia đình, chính là làm cho đất nước của chúng ta an bình, làm cho cộng đồng của chúng ta an bình. Đó chính là một cái suy nghĩ chủ đạo mà hiện nay đã được mọi người nhận ra và thực hiện nó. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Hoàng Trọng Thủy. Thưa quý vị khán giả, không chỉ tại tổ đình Phúc Khánh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 những ngày đầu xuân Tân Sửu, nhiều khu di tích đền chùa nổi tiếng tại Hà Nội đã đồng loạt đóng cửa và dán thông báo tạm dừng đón khách dâng hương. Cùng với đó, nhiều lễ hội hành hương đầu xuân cũng diễn ra trong bối cảnh ảm đạm, vắng bóng thương người. Khác với mọi năm, năm nay tại chùa Bằng thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, từ ngày 16 tháng 2 sẽ không mở cửa đón du khách thập phương về làm lễ. Nhà chùa cho biết năm nay do diễn biến của dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về phòng chống dịch, nhà chùa đã đóng cửa, tạm dừng đón khách dâng hương. Lễ cầu an tại chùa vẫn được tổ chức, tuy nhiên nhà chùa sẽ đóng cửa. Thầy trụ trì làm lễ trong chùa. Chúng tôi vẫn làm cái lễ cầu an cho các gia đình, nhưng mà không nói là vì là phòng chống mà không được đóng cửa các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Do vậy mà chúng tôi có một cái bảng thông báo với dân là thực hiện cái điều đó và mong tất cả mọi người tâm niệm ở nhà và cũng tin tưởng vào cái sự cầu nguyện của Tam Bảo và cái làm lễ của các thầy. Cũng như chùa Bằng, chùa Tứ Kỳ cũng đóng cửa hạn chế các Phật tử vào chùa làm lễ nhằm phòng tránh dịch bệnh. Nhà chùa vẫn thực hiện việc cầu an cho người dân đã đăng ký. Đồng thời hàng ngày, các sư trong chùa vẫn thực hiện các khóa lễ cầu an cho quốc thái dân an. Hầu hết cũng là chùa cũng tuyên truyền là các vị Phật tử cứ yên tâm tại nhà, làm lễ tại nhà. Nhà chùa riêng ở đây sẽ làm lễ đầy đủ cho các vị, để các vị cứ yên tâm ở nhà, nên rất nhiều các Phật tử đã tại nhà làm lễ, hành tâm ở nhà để làm lễ cầu an. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số chùa di tích trên địa bàn Hà Nội, sau những ngày đầu xuân Tân Sửu tiếp đón nhiều lượt khách đến tham quan và thực hành các hoạt động nghi lễ tín ngưỡng,
thì từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 đã nghiêm túc thực hiện việc dừng hoạt động. Nhiều người dân khi tìm đến các di tích đền chùa thực hiện nghi lễ vái vọng từ xa, bày tỏ sự ủng hộ trước chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Vâng, như phóng sự vừa rồi chúng ta cũng vừa mới thấy rằng là các cái ngôi chùa của chúng ta thì về cái lễ cầu an hàng năm thì thường là họ sẽ tổ chức rất là lớn. Nhưng mà năm nay thì rất là nhiều ngôi chùa cũng đã làm hẹp lại về cái quy mô, thậm chí là chỉ có các thầy thôi. Nhưng mà lễ thì vẫn được diễn ra một cách rất là trang nghiêm. Một số ngôi chùa thì còn đóng hẳn cửa và không nhận những cái du khách đến để dâng hương nữa. Ngoài ra thì các thầy thì vẫn thực hiện các cái lễ cầu an này theo những cái nghi thức nhất định. Và họ cũng cho rằng là với Việt Nam chúng ta thì cái lễ cầu nguyện này là cầu cho quốc thái dân an, là một cái tín ngưỡng của nhân dân Việt Nam ta từ rất là lâu đời rồi, và để thể hiện những cái sự hạnh phúc này, sự an lạc và những cái khát vọng trong một cái năm mới cho tất cả người dân. Và theo như nhà báo Hoàng Trọng Thủy thì ông nghĩ sao là những cái người mà trụ trì trong chùa này sẽ góp phần như thế nào để tất cả Phật tử của các nơi trong cả nước sẽ hiểu đúng và hiểu theo đúng nghĩa của cái lễ cầu an? Trước hết thì chúng ta biết rằng đấy là cái dịp cái lễ cầu an với lễ dâng sao giải hạn nó thường nó gắn liền được với nhau. Đây là hai thứ nó rất khác nhau. Nếu là dâng sao giải hạn thì nó là bắt nguồn từ cái tôn giáo lão tử của Trung Quốc, nó gia nhập vào ở Việt Nam. Cho nên là mọi người cứ quan niệm rằng là sao mỗi một người ứng với lại một trong chín cái chòm sao. Thì nếu nó chiếu vào mình thì mình lại sợ như vậy là cái hạn, và cái hạn đấy là người ta phải đến chùa để người ta giải. Thì cái đó nó làm mê tín và dị đoan. Ngay ở trong cái sách của Đạo Phật, kinh của Đạo Phật nó không có cái chuyện này. Nó là ngoại lai. Chứ còn ở Việt Nam ta thì chúng ta biết ngay từ thời phong kiến, bao giờ đầu năm thì các cái vị vua vẫn là cứ như vậy là làm lễ đăng đàn để mà cầu cho quốc thái và dân an. Cái dân an ở đây có chính nghĩa là mùa màng, thế rồi là công việc thuận lợi, sức khỏe ở trong mỗi gia đình, và ai thì cũng hướng cho cái sự an lành ở trong cái cuộc sống. Khi mà các nhà Phật và các cái mục vị để mà làm cái việc này thì chúng ta thấy rằng là người ta đã trung thành với lại đạo Phật. Cái thứ hai nữa là không làm một cái điều gì để lợi dụng vào đó để nó như là một cái kinh tế ở trong tâm linh. Như vậy là rõ ràng là nghi lễ trong cái cầu an ở trong chùa người ta làm nghiêm trang, đúng thứ tự, và nó có một cái tầm ảnh hưởng nó lớn hơn. Và nó diễn ra là sao để cho mọi người đều cảm nhận được sự đầy đủ, chu đáo, tin cậy, và nó có tính chất lan truyền. Như vậy là bản thân cái người mà anh ở nhà, anh vẫn có thể là tụng kinh được. Bản thân ở nhà anh vẫn đọc lên cái lời cầu an được. Anh vẫn nói các thành viên của trong gia đình nhà mình để mong làm sao như vậy là khi đất nước mà hòa bình, khi đất nước mà ổn định thì trong đó mỗi người, mỗi nhà nó cũng đều được hưởng những cái thanh bình đó. Cho nên đấy là nó có cái sức truyền cảm, và tôi tin rằng là trong năm 2021 bắt đầu từ những cái mùa này, và nếu như sau này còn có những cái điều gì đó thì chắc chắn rằng đấy là cái hành vi này người ta sẽ quen dần, và từ đó thì nó cũng bớt đi những cái chuyện mà để cho những cái người xấu lợi dụng vào đó để làm cái kinh tế tâm linh. Vâng, thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, hiện nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đang triển khai thử nghiệm ứng dụng phát tâm cúng dường qua ví điện tử Momo để đáp ứng cái nhu cầu cúng dường của người dân nhưng không thể di chuyển đến chùa chiền để vì dịch bệnh Covid-19, thì không biết là nhà báo Hoàng Trọng Thủy nghĩ sao về cái việc này? Trước hết là trong cái mùa dịch bệnh thì người ta phải triệt để lợi dụng cái công nghệ thông tin để mà làm sao thỏa mãn đáp ứng cho yêu cầu của cả hai bên, hoặc là trong nhiều bên cùng tham gia. Như vậy là rõ ràng cái việc làm này của tôn giáo và của một số những cái chùa chiền tôi cho là có là một cái hành vi tương đối tích cực, và nó ứng thích với lại cái tình hình của hiện nay. Nhưng chỉ có một cái điều là hiện nay là chúng ta đáng quan tâm, đó là khó kiểm soát được và rất dễ bị những cái mạng xã hội hoặc ấy là những cái người giả ở trên những cái thông tin nó lợi dụng, và nó biến đến đó là cái sự mê tín dị đoan, hoặc là gom tiền vào để thu vào để làm những cái việc bất chính. Thì cái chuyện đó là người dân của chúng ta hiện nay là chưa nhận hết ra được vấn đề, hoặc là có nhận ra nhưng lại không đủ kiến thức để mà tìm ra là nó bắt đầu từ cái khâu nào, nó có bị lợi dụng không, và chúng ta làm gì để không tham gia hoặc là ngăn chặn nó. Thì cái điều đáng lưu tâm là nó ở đám chỗ đó.
Dạ vâng, bàn xa hơn một chút về cái câu chuyện cúng dường thì nhiều chuyên gia kinh tế cũng đánh giá rằng là kinh tế tâm linh của Việt Nam thì có một cái giá trị kinh tế rất là lớn. Theo như tính toán thì có thể là lên đến 50.000 tỷ đồng mỗi năm, nhưng mà lại chưa được coi là một cái nền kinh tế chính thức. Và đến nay thì ngành thống kê cũng như là các ngành liên quan thì cũng đang có những nghiên cứu cũng như là những cái định hướng để định lượng lại những cái giá trị tài chính của lĩnh vực này. Tuy nhiên thì đặc biệt một số những cái dịch vụ thì lại gây ra những cái dư luận trái chiều, ví dụ như là cái việc là cầu an đầu năm giống như là nhà báo Hoàng Trọng Thủy vừa nói, nhưng mà thực chất nó lại là dâng sao giải hạn đấy ạ. Và theo nhà báo Hoàng Trọng Thủy thì việc mà các chuyên gia kinh tế của chúng ta có khuyến nghị với lại chính phủ là tăng thu ngân sách từ những cái hoạt động kinh tế tâm linh này thì có phải là một ý kiến hay không? Tôi hoàn toàn ủng hộ cái ý kiến này. Tất cả những cái gì thuộc về nguồn lực của nhân dân hoặc tiền của nhân dân đóng góp vào, dù đó là tôn giáo, dù đó là những cái hoạt động về kinh tế, về xã hội, thì đều phải có những cái sự, một là minh bạch, cái hai nữa là sử dụng thế nào cho nó đúng mục đích, cái thứ ba nữa là cái nguồn thu đó nó phải chịu ở trong cái nền tài khoá của một cái quốc gia. Một cái nền kinh tế tâm linh rất là lớn về mặt kinh tế, không phải là chỉ có độc là người ta đến phúng viếng thế rồi là hoạt động của dịch vụ đâu, mà nó còn cả các cái cơ sở để mà sản xuất ra máy in tiền. Mà tôi nhớ biết rằng cái là ở Thái Bình tôi là có một cái nhà máy in tiền giả, in tiền hàng mã đấy, là của Đài Loan, và cái lợi nhuận của họ rất cao. Thế thì rõ ràng là chúng ta phải coi đây như một nền kinh tế tâm linh. Mà khi đã là một nền kinh tế thì cần phải có sự kiểm soát, cần phải có chế tài, cần phải có định chế và phải được đảm bảo cái sự minh bạch. Thế thì ở đây thì có hai cái luồng dư luận. Có một cái luồng dư luận thì cho rằng cái là nó là thiện nguyện thì hãy để cho nhà Phật và hãy để cho tôn giáo. Và nếu như thế thì chúng ta thấy là sử dụng cái đồng tiền đấy nó bằng một cái cách nó thiếu kiểm soát thì dứt khoát nó sẽ có sự trật hướng. Và hiện tượng ở trong xã hội mà sử dụng cái nguồn lực này bị trật hướng thì chúng ta thấy đã có rồi, thậm chí nó còn gây ra mất đoàn kết ở trong cộng đồng dân cư. Cái điều thứ hai nữa là khi mà anh không có định chế, không có sự ràng buộc và quy định ở trong pháp luật thì dứt khoát có người và có những cái tội phạm nó hoạt động quá tổ chức và tổ chức để vi phạm, sau đó như vậy nó tìm cách để nó lừa đảo ở trong dân, như vậy nó làm rối loạn của xã hội, như vậy là nó phải được và đưa trong luật. Và tôi hy vọng rằng là cái luật về xác định kinh tế tâm linh thì hy vọng là cái quốc hội của cái khóa tới này sau tháng 5 được bầu cử thì cần nên đưa vào trong cái nhiệm kỳ để mà bàn bạc vấn đề đó là minh bạch, hai nữa là sử dụng đúng mục đích, thứ ba nữa là tăng cường các cái khối đoàn kết của toàn dân, và cái thứ tư nữa nó bảo vệ cái sự thanh khiết của tôn giáo trong một cái cộng đồng của một dân tộc, và hãy yêu lấy dân tộc và tôn giáo hãy đồng hành với nó, thì đó chính là những vấn đề tài chính cần phải được đưa vào quản lý theo pháp luật. Và tôi cho là đúng và ủng hộ ý kiến này. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, việc cầu an trực tuyến, cúng dường qua tài khoản, mở ví điện tử cũng được xem là một giải pháp hữu hiệu góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân mà vẫn phòng tránh được dịch bệnh một cách hiệu quả. Vâng, bên cạnh câu chuyện về việc là thay đổi quan niệm của người dân, ý nghĩa tâm linh của việc đi lễ đầu năm, có lẽ là trong thời gian tới thì nhà nước cũng cần phải hướng đến quản lý nguồn kinh tế tâm linh với quy mô lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng một năm này. Và việc quản lý không chỉ giúp cho tăng thu ngân sách mà cũng sẽ là giảm bớt các hoạt động tâm linh mang màu sắc mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt. Thưa quý vị khán giả, đây có lẽ là hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Câu chuyện về bé gái rơi từ tầng 12A cũng nằm trong top 1 tìm kiếm của Google hiện nay. Điều này cho thấy sức lan tỏa của hành động xả thân cứu người của anh lái xe Nguyễn Ngọc Mạnh, phải không chị Quỳnh Hoa? Vâng, đúng là như vậy. Và câu chuyện mà cứu người của anh Mạnh thì cũng đã được cộng đồng chia sẻ với rất nhiều cảm xúc, như là một câu chuyện thần kỳ. Và anh Mạnh thì cũng được coi là người hùng, người vận chuyển và nhiều những cái mỹ từ khác. Và anh được truyền thông săn đón cũng như là mọi động thái của anh, kể cả là trong quá khứ cũng đã được đào bới, đúng không ạ? Vâng, và theo tôi được biết thì chỉ trong vòng một ngày một đêm thôi thì trang cá nhân trên mạng xã hội của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã tăng từ 0 lên gần 15.000 lượt theo dõi. Mỗi bài viết anh đăng đều nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người hiếu kỳ còn tìm đến tận nhà anh để xem anh sống như thế nào. Thậm chí khi xuất hiện clip cho thấy anh Mạnh không trực tiếp đỡ được cháu bé, làn sóng chỉ trích anh cũng xuất hiện ồn ào chẳng kém gì khi tôn vinh anh cả. Tất cả đang gây ra những cái sự xáo trộn không đáng có cho cuộc sống của gia đình anh.
Vâng, và câu chuyện về cái việc tử tế cũng như là ứng xử của truyền thông, cộng đồng mạng sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì xin mời nhà báo Hoàng Trọng Thủy cùng quý vị khán giả chúng ta hãy cùng gặp gỡ với người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh qua phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Hiện trường vụ cứu em bé rơi từ tầng 12A, chỉ còn lại là vết lõm sâu nơi anh Nguyễn Ngọc Mạnh và cháu bé ngã xuống. Mở xe ra cái là em nhìn thấy cháu luôn. Sau đấy là em nhảy ra khỏi xe, đến lúc đấy em chạy một vòng, em chạy luồn qua để xem đường lên ra tiếp cận được chỗ cháu rơi gần nhất. Đến lúc đấy thì quả nhìn thấy là hai tòa nhà có một bức tường chắn, không còn cách nào nữa thì em nhảy qua bờ tường. Em vô hình dung là em nhìn thấy được cái mái tôn ở trên đấy. Thế là em nhảy qua mái tôn luôn, để tiếp đúng điểm rơi của cháu. Sau câu chuyện cứu cháu bé rơi từ tầng 12A, không chỉ cộng đồng mạng, nhiều người thân, đồng nghiệp cũng cảm phục trước hành động tuyệt vời của anh Mạnh. Phải nói là tôi cũng rất xúc động. Tôi xem xong mấy clip cũng xúc động, cũng rất là khóc đấy. Nó thật sự là rất là khóc. Qua cái sự việc này thì ban quản lý tòa nhà cũng khuyến cáo người dân ở các cái tòa nhà chung cư cao tầng trên địa bàn cả nước và chung cư cũng có các biện pháp làm sao để nó an toàn, để tránh những cái hiện tượng mà đáng tiếc như vừa rồi xảy ra trong các cái tòa nhà cao tầng của mình. Cứu sống cháu bé trong gang tấc, anh đã viết lên một câu chuyện kỳ diệu. Thế nhưng, khi ai gọi anh là người hùng hay người tái sinh cháu bé, anh đều từ chối. Người thanh niên chất phác chỉ mong được sống một cuộc sống yên bình. Vâng, thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng cuộc sống của anh Nguyễn Ngọc Mạnh thay đổi rất là nhanh. Sau một ngày một đêm thì anh có thể được cư dân mạng đưa lên mây xanh, nhưng sau đó khi mà xuất hiện cái clip là anh không hoàn toàn đỡ cháu bé thì cũng đã nhận được rất nhiều sự chỉ trích. Và cái điều này thì khiến tôi nhớ lại câu chuyện giải cứu những cái bé bị mắc kẹt trong hang tại đất nước Thái Lan. Khi ấy thì truyền thông quốc tế thì cũng ca ngợi rất là nhiều. Tuy nhiên ở trong nước Thái Lan thì cái việc ca ngợi các anh ở một cái mức chừng mực nhất định mà thôi, không mang đến cho các anh cái sự phiền toái và tôn trọng cái sự riêng tư của các anh. Không biết là nhà báo Hoàng Trọng Thủy nghĩ sao ạ? Tôi chỉ là người bình thường, tôi không muốn là siêu nhân, tôi không muốn là, không phải là anh hùng. Nếu ai cũng như tôi nhìn thấy sự việc đó thì cũng sẽ hành động đến như vậy. Có nghĩa là anh Mạnh anh rất là bình thường, giản dị như là trong cái cuộc sống. Nhưng chúng ta thấy là mạng xã hội hoặc là những cái tư tưởng của cá nhân và nó không, ta phải nói thẳng với nhau, chưa đủ những cái kiến thức chung về mặt xã hội, hoặc ấy là cảm xúc của mình nó đẩy lên cao, nó dẫn đến hai trạng thái. Một là đẩy cái thổi lên cái sự việc nó như là một cái siêu nhân kinh khủng, chứ nó không phải là cái sự bình thường. Cái điều thứ hai nữa là sau khi có cái clip ra thì nó lại nảy ra một cái suy nghĩ nữa, là một số người hình như có cả những cái tư tưởng nữa là soi mói, ganh tị hoặc là hạ thấp cái hành vi của anh đó mà để đảm bảo cho cháu được an toàn. Cho nên nó dẫn đến một trong cái tình trạng là làm rối lên và làm cái cuộc sống của anh, gia đình nhà anh Mạnh nó bị đảo lộn. Tất cả những cái đáng chỗ đó tôi nghĩ rằng hãy dừng lại, và chúng ta thấy là hành vi của anh Mạnh, em bé được sống sót, đó là hành vi đẹp nhất, cao thượng nhất, lan tỏa nhất, và mọi người hãy học tập nó làm theo. Như thế là đã đủ, và cũng đừng lên nói quá nhiều ở trên các bạn làm ở trên mạng nữa. Hãy để cho anh Mạnh được bình yên, hãy trở thành những con người thường, mà những cái hành động đó là hành động đẹp. Dạ vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với lại ý kiến của nhà báo Hoàng Trọng Thủy. Và tôi nghĩ rằng là sau tất cả những cái sự việc này thì đọng lại cái điều cuối cùng đó chính là cái sự tử tế, đúng không ạ? Và anh Mạnh thì quả là một người rất là tử tế, với những cái hành động đẹp của anh đã quyết định cái giây phút sinh tử vào cái ngày 28 tháng 2 của cháu bé. Và anh cũng đã rất tử tế khi mà cũng khiêm tốn trả lời phỏng vấn, giống như nhà báo Hoàng Trọng Thủy cũng vừa mới chia sẻ. Và anh cũng rất là đời thực, chia sẻ cũng rất là thực tế và chân tình. Và trong cái bối cảnh hiện nay như thế thì tôi cũng nghĩ rằng là xã hội của chúng ta cũng cần phải lan tỏa những cái hành động tốt, những cái hành động đẹp như vậy. Tuy nhiên, lan tỏa làm sao cho đúng cách thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ, đúng không ạ? Vâng, tôi cho là mỗi người, con người thì luôn có một cái tính là hướng thiện. Cho nên là hãy để cho tâm mình nó thật thật sáng lên, và hãy noi theo những cái điều hướng thiện cho mình và cho cả như vậy là cộng đồng nữa. Vậy thì hãy nhìn cái hành vi của anh Mạnh, tôi nghĩ là ít nhất là ở ba góc độ. Việc đầu tiên đó là cháu bé an toàn và cháu không có bị chấn thương gì lớn. Đó là một cái niềm vui rất lớn ở trong con người mà làm cho chính chúng ta cũng phải xúc động.
Và tôi thấy anh Mạnh anh kể là gì? Sau khi anh ấy làm xong việc đấy về, anh ấy ôm lấy hai đứa con và anh ấy khóc, bởi vì anh ấy cũng là người làm cha. Vậy thì chúng ta là người bạn đọc, chúng ta là người xem, tại sao chúng ta hay không quay nó là như đứa con, đứa cháu của mình? Như vậy rõ ràng tính hướng thiện cho làm cho chúng ta có một cái cách nghĩ trong sáng hơn và cái giá trị kết nối với lại xã hội nó cao hơn. Và mọi người hãy trong đôi cái hoàn cảnh ấy mà làm được cái việc ấy, tôi nghĩ rằng ấy là chúng ta cũng cần phải nhân lên. Xã hội của chúng ta còn nhiều những cái hiện tượng bố mẹ ông bà con cháu bị con như vậy là ngược đãi, mà trong cái đó hình ảnh cao thượng đến như thế này mà lại có những cái giọng hoặc là có những cái comment hoặc có những cái lời bàn mà tôi cho nó có cái khía cạnh gì đó nản lòng và ác độc nữa, nó có mà lại gây bấn loạn trong gia đình nhà anh ấy, tôi cho đó là hành vi không tử tế. Vâng, và theo tôi được biết thì là cháu bé rơi từ tầng 12A thì cũng chỉ bị trật khớp háng thôi, không bị gãy tay hay là gãy chân gì như là trên mạng đã đưa, và sức khỏe thì cũng đã dần ổn định rồi. Và chúng ta thì đều mong rằng là anh Mạnh cũng sẽ sớm ổn định lại cuộc sống sau những ồn ào vừa qua. Thư biểu dương của Thủ tướng Chính phủ, những bằng khen sẽ là động lực để anh Mạnh tiếp tục làm những điều ý nghĩa cho cuộc đời. Vâng, và cháu bé thì được cứu sống cũng là một phép màu do chính con người tạo nên. Và hy vọng rằng qua câu chuyện này, những hành động đẹp sẽ được lan tỏa và mỗi gia đình cần nâng cao cảnh giác hơn, bởi không phải là phép màu lúc nào cũng xảy ra. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Hoàng Trọng Thủy đã chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích trong buổi ghi hình ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng rời mắt khỏi màn hình, sẽ còn rất nhiều những thông tin bổ ích đằng sau. Thưa quý vị, mỗi năm ở Việt Nam có hơn 200.000 người bị đột quỵ, hơn 50% trong số đó tử vong và chỉ có 10% sống sót là có bình phục hoàn toàn. Vâng, và theo các bác sĩ điều trị, việc đột quỵ được tính bằng phút, bởi thời gian kéo dài càng lâu thì số lượng tế bào chết càng nhiều, khả năng vận động và tư duy của cơ thể càng bị ảnh hưởng, thậm chí có thể tử vong. Vì vậy, người bị đột quỵ cần được chẩn đoán và điều trị ngay lập tức. Vâng, và mới đây thì có một cụ ông đã có tiền sử là hút thuốc 20 năm bị đột quỵ nặng và đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thần tốc cứu sống chỉ trong vòng 10 phút. Và trước đó thì các bác sĩ nhận định là cụ ông đã bị tắc động mạch từ vị trí hợp lưu cho đến đỉnh thân nền. Và đây chính là cái vị trí nguy hiểm nếu như không được can thiệp tái thông mạch máu, và chậm trễ thì di chứng để lại sẽ rất nặng nề. Bệnh nhân có thể là sống đời sống thực vật hoặc là liệt tứ chi. Theo đó, bệnh nhân 84 tuổi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người bên phải. Thời gian từ lúc phát bệnh đến lúc nhập viện là 5 giờ 30 phút. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng kích hoạt ngay hệ thống cấp cứu đột quỵ. Tiến hành chụp CT não cho thấy cụ ông bị tắc động mạch từ vị trí hợp lưu đến đỉnh thân nền. Trong vòng 10 phút, các bác sĩ can thiệp nội mạch đã tái thông hoàn toàn động mạch bị tắc và hút ra được rất nhiều huyết khối. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh và đang tiếp tục điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Theo các bác sĩ chuyên khoa, thì đột quỵ thiếu máu não cục bộ chiếm khoảng 80-85%, trong đó tỷ lệ người trên 80 tuổi chiếm trên 1/3 tổng số người bệnh đột quỵ được nhận vào viện và thường nặng nề hơn. Tiên lượng hồi phục của đột quỵ phụ thuộc rất nhiều vào thời gian tái thông mạch máu bị tắc và vị trí bị tắc mạch. Vì thế, điều quan trọng khi phát hiện người thân có dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, liệt hoặc yếu một bên người, nói khó hoặc không nói được, người nhà cần nhanh chóng đưa vào viện trong giờ vàng, tức là từ 0 tới 6 giờ từ khi bệnh khởi phát. Sau 6 giờ đó, nếu bệnh nhân không được tái thông các mạch lớn bị tắc trong não, sẽ có nguy cơ tử vong cao hoặc bị tàn phế nặng nề. Càng cấp cứu sớm, tỷ lệ hồi phục sẽ càng cao hơn. Để tránh bị đột quỵ, đặc biệt là ở người cao tuổi, mỗi người cần có chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa những chất kích thích, tập thể dục hàng ngày và thăm khám định kỳ 6 tháng một lần nhằm tầm soát bệnh một cách kịp thời và phát hiện sớm các dấu hiệu đột quỵ về và điều trị một cách kịp thời, cách tốt nhất để có thể hạn chế những biến chứng nguy hiểm do bệnh gây ra. Vâng, và chúng ta thì cũng cần lưu ý rằng khi mà đột quỵ đã xảy ra thì bệnh nhân cần được nhanh chóng đưa đến bệnh viện uy tín hoặc là các trung tâm đột quỵ để điều trị kịp thời, giảm tỷ lệ tử vong cũng như là tàn phế. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin có trong tiểu mục Cẩm nang sức khỏe, và ngay sau đây sẽ là tiểu mục Blog du lịch với phần trình bày của biên tập viên Quỳnh Hoa.
Thưa quý vị, với gần 8,7 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, Đà Nẵng luôn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Thánh địa Mỹ Sơn, Chùa Linh Ứng, Bãi biển Mỹ Khê và nhiều khu vui chơi giải trí. Thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, nhưng với sự chung tay của cộng đồng và những người làm du lịch trong việc góp phần giữ gìn hình ảnh, điểm đến an toàn, Đà Nẵng đã vượt lên ghi điểm trong mắt khách du lịch với tinh thần nồng nhiệt, lòng hiếu khách và cả sự tận tâm đối với những hành khách phải ở lại vì dịch bệnh với 7 chuyến bay giải cứu được thực hiện và cả sự hỗ trợ từ bữa ăn đến giấc ngủ cho người dân. Chính vì thế mà đến nay, Đà Nẵng đã là điểm đến được các du khách lựa chọn trong hành trình tham quan và du lịch của mình. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, đoàn du khách đến từ Quảng Ngãi này vẫn chọn Đà Nẵng làm điểm tham quan du lịch đầu năm với hành trình 5 ngày. Theo chia sẻ của anh Chi An Sang, một thành viên trong đoàn, công tác phòng chống dịch của Đà Nẵng rất tốt nên anh cảm thấy rất an tâm khi đi du lịch tại đây. Tôi rất hào hứng và yên tâm khi đến đây du lịch bởi tôi thấy Đà Nẵng làm rất tốt công tác phòng chống dịch. Các nơi tôi đến đều tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện rửa tay sát khuẩn. Tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán, tuy lượng khách không nhộn nhịp như mọi năm, nhưng Đà Nẵng cũng đã góp khoảng 30,8 ngàn lượt khách đến tham quan, du lịch. Trong bối cảnh hiện nay, thì con số này cũng cho thấy sức hút của điểm đến Đà Nẵng. Ngoài lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, thì sự chung tay của cộng đồng những người làm du lịch trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch trong hoạt động du lịch đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút khách. Đối với các hành trình mà anh em hướng dẫn viên cũng như các công ty du lịch thực hiện cho các đoàn du khách thì cái yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Mọi người rất là quan trọng cái yếu tố an toàn, cho nên là tụi mình khi mà dẫn đoàn và đưa khách đến các điểm đến thì luôn nhắc nhở khách là tuân thủ tuyệt đối những cái quy định của điểm đến. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, việc xây dựng môi trường du lịch an toàn luôn được ngành du lịch thành phố chú trọng để thành phố bên bờ sông Hàn luôn là điểm đến đáng tin cậy cho du khách. Trong bối cảnh hiện nay, ngành luôn triển khai chặt chẽ các quy định, yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch trong hoạt động du lịch. Song song đó, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, tập trung mạnh mẽ cho thị trường nội địa, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách du lịch nội địa, để điểm đến du lịch Đà Nẵng sớm nhộn nhịp, sinh động trở lại. Và hy vọng rằng hướng đi đầy triển vọng này của thành phố Đà Nẵng sẽ sớm lan tỏa đến các địa phương trên cả nước, đặc biệt là các trung tâm du lịch để ngành du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới. Những loại trái cây như là chanh hay ớt thì đa phần sẽ là vị chua và cay rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì quý vị có thể tin rằng là vị chua hay là cay rồi cũng sẽ trở nên ngọt ngào nếu như mà trước khi thưởng thức chúng ta ăn một loại quả có tên là quả thần kỳ. Nhờ một protein có tác dụng là thay đổi vị giác, quả thần kỳ đã giúp cho những thực phẩm có vị chua và cay trở nên dễ ăn giống như là ăn kẹo vậy. Hãy cùng với chúng tôi khám phá loại quả độc đáo này trong mục Độc và Lạ ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều biết rằng nên ăn thực phẩm lành mạnh. Tuy nhiên nếu những thực phẩm này dễ ăn thì có lẽ chúng ta đã ăn nhiều hơn. Vì thế thay vì ăn rau củ, chúng ta lại ăn những thứ có vị dễ ăn hơn, như đồ ăn nhanh chẳng hạn. Đây là một bữa tiệc thời thượng đặc trưng tại khu phố trung tâm Manhattan, Mỹ. Nhưng có một chút khác biệt, một bữa tiệc nếm nhanh gọn. Những thực phẩm tại đây có mặt trên khắp nước Mỹ. Đây là loại quả mọng Tây Phi, một loại quả thần kỳ, biến tất cả quả chua thành ngọt. Chỉ với một quả thần kỳ, vàng đỏ sẽ trở thành nước ép. Ôi trời, ngon hơn thật. Cạn ly. Bưởi cũng không còn chua. Rất ngọt, như phủ đường vậy. Họ gọi tôi là ông trùm quả thần kỳ. Ông Curtis Mosey có một khu vườn có 40.000 cây thần kỳ ở bang Florida. Ông hy vọng mọi người sẽ yêu thích loại quả này. Quả thần kỳ có nguồn gốc từ châu Phi, thường được tìm thấy ở Ghana và Nigeria. Nhiều người châu Phi sử dụng quả này để chữa ho, sốt rét. Nhiều phụ nữ cũng sử dụng quả này khi họ cho con bú để có nhiều sữa hơn.
Quả này được đưa vào Mỹ vào năm 1952. Cách ăn quả thần kỳ hợp nhất là cho vào miệng, dùng răng và lưỡi mút phần thịt quả, đảo quanh miệng trong khoảng 1 phút rồi bỏ hạt đi. Sau đó ăn chanh cũng sẽ thấy ngọt. Trong quả thần kỳ có chứa đường và miraculin. Hợp chất miraculin thay đổi tính cảm thụ vị của các gai vị giác lưỡi. Lưỡi sẽ trở nên thích ứng và nhận định duy nhất với vị ngọt. Khi ăn loại quả này, nó khiến vị chua, cay, đắng của các loại quả hoặc thức ăn, thức uống kế tiếp trở nên ngọt hơn. Nếu ăn trái thần kỳ tươi, cảm giác ngọt kéo dài từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Quả thần kỳ chỉ có tác dụng là đánh lừa vị giác nhưng mà không làm thay đổi bản chất của các loại thực phẩm. Tại Mỹ thì những chế phẩm có liên quan đến quả thần kỳ đều được dán nhãn là nhóm thực phẩm bổ sung thay vì là chất làm ngọt. Và những thông tin về loại quả độc đáo này cũng đã khép lại chương trình Nông thôn chuyển động của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.